Đồ gỗ thứ 8 xin kính chào quý khách nhá. Vâng, thì bây giờ là 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10 tháng 11 này. Vâng, năm 2019 thì rất là hạnh được đón bác Khoa và hai bố con bác Khoa, vâng, cháu Khôi là con trai và đang sang ở xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa. Vâng. Và hai bố con sang để ký duyệt bộ ghế nghê bảo đỉnh chất liệu gỗ hương đá đây. Và đây là bộ ghế tôi đang xếp rồi, đang khô rồi, tôi đang đây, con trai của bác Khoa đây. Đấy. Thì đây cũng là đó, thế lui ra này phát là ngửa lên tí được mà. Vâng. Đó. Đây cái bàn đây bạn. Đấy, vân kể cả mặt dưới vân đẹp luôn. Mặt liền tấm luôn. Đấy. Vâng, trên hình ảnh quý vị đây là bác Khoa nhá. Yên Luật là Hạ Hòa đây. Vâng, bác đang cứu bộ nghi bảo đỉnh chất liệu gỗ hương đá gồm 6 món đây. Vâng, đây sang cái ghế con đi bác. Khu 2 của Yên Luật nhỉ. Khu 5 ạ. À, khu 5 của Yên Luật. Tên của khu 5 ở chỗ. Vâng. Vâng. Quá khô quá đảm bảo rồi. Cái đấy sơn rồi nhá, cái mặt cái chỗ thủy để mé kia xuống đi. Cái đấy hình như sơn rồi đấy. Nó xước chết đấy. Rồi. Vâng, thì bây giờ là mới đầu tháng cuối tháng 11 nhá. Vâng, thì cơ sở tôi là đang dồn hàng Tết là rất là tấp nập và lượng hàng còn quá lớn để chúng tôi để hoàn thiện xong hết lô hàng từ bây đến Tết Nguyên Đán. Thì quý vị nhìn này, không biết là chúng tôi có làm kịp hay không này. Đấy. Nên là vâng, thì nó đang thời điểm hàng của các khách đã đặt chúng tôi đã xong và đang thời điểm khách về để ký duyệt để chúng tôi hoàn thiện vào phần cuối cùng là rất là rất là nhiều, rất là bộ. Thì thời gian là rất còn ít đấy quý vị ạ. Đấy. Còn cái kệ nữa nhỉ? Vâng. Còn kệ cho người anh. Vâng. Đấy. Bác cứ ấy ở cái vách trong ạ. Cái vách trong luôn. Đấy đấy. Vâng vâng, cái vách đấy là được. Vâng. Đấy. Bên ngoài này đây, bộ ghế này Tần Thủy Hoàng cột 14 này và của khách Văn Luông Tân Sơn. Đây là chiều nay chúng tôi bắt đầu chuyển đi đây. Rất là đẹp vân veo. Đó, quý vị thấy chưa? Tần Thủy Hoàng gõ đỏ cột 14 và hàng siêu VIP của một vị khách hàng ở Văn Luông Thanh Sơn. Chú Thọ. À, chiều nay chúng tôi bắt đầu bàn giao nhé. Vâng, các mặt bàn mặt đun liền tấm hết hàng siêu đấy. Đấy. Vâng, thế cảm ơn bác Khoa nhá. Vâng, đã thiện chí và tin tưởng đến tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em để sắm đồ nhá. Vâng, thì
Em cảm ơn bác và chúc gia đình mạnh khỏe, làm ăn năm 2020 phát đạt nhá. Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, chào bác. Vâng, vâng.